nhà sử nhà sư có ba anh em nhà heo sinh sống bên nhau, chú thương yêu nhau, thầy rất thần gà, thầy chú cùng hát nhau, thứ hai em ăn, giờ này đứa thứ hát, hồi này đứa thứ hát, còn có ba thì hai mũ, chú này có cũng lấy con ngâm đặt lên, tự nhiên có chú Út, thầy xí ngăn lao động, tự tay chú trồng lúa qua cỏ. Nhìn tươi, ba chú heo của chúng ta mỗi ngày một lớn, căn nhà trở lên chật chội. Ba con heo dẫn nhau vào vườn, heo ăn ngã rứa rồi ăn qua quốc tiết. Có ba heo gì đây? À, căn nhà để xuất hiện để mình nhủ. Rồi chú Út chú chặt cây, xây một căn nhà mới.